Cô chào các em. Trong tiết luận từ và câu hôm trước, chúng ta đã học về liên kết các câu trong bài bằng cách lập từ ngữ. Vậy ngoài cách lập từ ngữ ra, chúng ta còn cách nào khác nữa không? Cô cho chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết luyện từ và câu hôm nay chúng ta học nhé. Bây giờ, các bạn hãy mở sách giáo khoa trang 76. Đọc cho cô yêu cầu của bài tập 1 phần nhận xét nào. Bài 1. Các câu trong đoạn văn sau nói về ai? Những từ ngữ nào cho biết điều đó? Đã mấy năm vào vương phủ vạn kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương thấy ông luôn điềm tĩnh, không điều gì khiến vị quốc công tiết chế có thể rối trí. Vị chủ tướng tài ba không quên một trong những điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là phải cố kết lòng người. Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh cùng nhà vua dự hội nghị Diên Hồng. Từ đấy, ông sẽ đi thẳng ra chiến trận, vào chốn gian nguy. Trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà người vẫn bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến lạ lùng. Theo Lê Vân, ở trong đoạn này có những từ như cố kết, có nghĩa là kết lại thành một khối vững chắc. Lai kinh có nghĩa là về kinh đô. Vậy bài 1 yêu cầu chúng ta làm gì nhỉ? Bài 1 yêu cầu chúng ta là trong các câu ở đoạn văn nói về ai và những từ ngữ nào cho biết điều đó. Để thực hiện được yêu cầu này, trước hết các bạn hãy đếm xem trong đoạn văn này có mấy câu. Các câu đều nói về ai? Sau đó gạch chân dưới những từ ngữ cho chúng ta biết điều đó nhé. Bây giờ các bạn cùng làm bài nào. Cô thấy trong đoạn văn này có 6 câu và các câu ở trong đoạn văn này đều nói về một người, đó là Hưng Đạo Vương. Những từ ngữ cho chúng ta thấy được điều đó là Hưng Đạo Vương, ông, vị quốc công tiết chế, vị chủ tướng tài ba, Hưng Đạo Vương, ông, người. Và đây là hình ảnh của Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn, là một đại danh tướng của dân tộc. Ông sinh năm 1228, mất năm 1300. Ông được phong tước vương, tên Hưng Đạo, nên nhân dân ta thường kính cẩn gọi là Hưng Đạo Vương. Năm 1285, khi quân Mông Cổ tràn qua đánh nước ta lần thứ hai, Hưng Đạo Vương được vua Nhân Tông phong làm quốc công tiết chế, thống lãnh toàn quân chống giặc. Cô có đoạn văn tiếp theo. Bây giờ các em hãy đọc thầm đoạn này và so sánh với đoạn văn ở bài tập 1 nhé. Sau khi đọc, chúng ta thấy rằng tuy nội dung của hai đoạn văn này giống nhau nhưng cách diễn đạt ở đoạn 1 hay hơn. Vậy vì sao có thể nói cách diễn đạt trong đoạn văn ở bài tập 1 hay hơn cách diễn đạt trong đoạn văn ở bài tập 2 nào? Chúng ta thấy rằng đoạn văn A hay hơn đoạn văn B bởi vì ở đoạn văn A dùng nhiều từ ngữ khác nhau cùng chỉ một người là Trần Quốc Tuấn. Nhưng ở đoạn văn B lại lặp quá nhiều từ Hưng Đạo Vương. Vậy thì trong một đoạn văn cùng nói về một người hay một vật, ta có thể dùng những từ ngữ nào để thay thế những từ ngữ ở câu trước nó nào? Ta có thể dùng đại từ hoặc những từ ngữ đồng nghĩa để thay thế cho những từ ngữ ở câu văn đứng trước nó. Và cái việc thay thế những từ ngữ ở câu trước bằng những từ ngữ đồng nghĩa hoặc đại từ để liên kết câu giống như đoạn văn ở bài tập 1 được gọi là cách thay thế từ ngữ. Cô có ví dụ sau. Cây chuối đã ra hoa, cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Cái hoa này càng to thêm, nặng thêm, khiến thân cây nghiêng hẳn về một phía. Các bạn thấy từ cái hoa ở câu thứ nhất được lặp lại ở câu thứ hai. Vậy thì cô có thể dùng đại từ nó thay thế cho từ cái hoa.
Khi dùng những đại từ hoặc những từ đồng nghĩa để thay thế cho những từ ngữ đã dùng ở câu trước để tạo nên cái mối liên hệ giữa các câu, tránh lặp từ nhiều lần. Và đây cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ mà bài hôm nay chúng ta học. Bây giờ các bạn hãy đọc lại nội dung của phần ghi nhớ này nhé. Vậy để nắm chắc hơn bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập. Các em hãy làm bài vào phiếu bài tập, sau đó thì chúng ta cùng sửa bài nhé. Cô đợi các bạn. Cô chào các bạn nhé.